Ok. Tiếng gì đấy? Vãi lìn, tôi bị anh vây bởi thanh niên nào kia vừa vào. Bị anh vây bởi một thanh niên nào đấy, không biết là ai. Vừa vào luôn ạ, à, còn chưa kịp làm gì. Mình vây bởi thanh niên mẹ đắc Spirit 666. Mẹ, biểu tượng. Ok, hello. Hello. Ok, vô, let's go. Từ từ đợi mình xíu, mình phay đổi xanh phát. Tầm dài đéo chịu được, nó chọt như thế mà vẫn dính. Của tôi bây giờ đang khá là nhiều, cho nên về được phát phát chưa kịp định hình gì. Mới vừa bật live stream bên Vimo TV à. Còn chưa kịp làm gì đã thấy mẹ bị hình vây bởi 666 rồi. Niên cầm cái kiếm gì có vẻ to và dài, nghe bảo hình như cây đấy là cái kiếm mạnh nhất game gì vậy, cũng không biết nữa, không rõ. Back at the... Ôi, mua hết luôn cho rồi, tiền nhiều làm gì. Logan Scott. Oh my. Ôi trời ơi. You've made quite the discovery. Người đã khám phá cái một This thứ is a cực scroll of the tuyệt prodigious diệu Big Hat Logan. Đây là một quyển sách a của Big Hat Logan. Sorcerer, long missed in một Vinheim. Người bậc thầy phù thủy. And now we have a scroll. Đã biến mất khỏi Vinheim từ rất right lâu rồi. In my very hand. Bây giờ chúng ta lại có cái quyển sách này của ông ấy. Xịn vậy. Đấy. Tôi vừa đưa cho ông một quyển Logan. Xong rồi, tôi muốn hết phép rồi đấy. Còn gì để mua nữa cả. Promise to stay safe. Oh, how do you like it? Silent Ali. Ngon, cho mình cái nhẫn nữa. With this, it's a very old practice at this point, but one that you deserve to know. Nó cho tôi đủ hai chiếc nhẫn rồi này. I don't mean to seem overbearing, but have you forgotten? In exchange for my sorceries, you are to bring me knowledge in the form of scroll detailing the secret. I hope you're not one to break. À rồi, có vẻ như là mình vẫn chưa đưa đủ sách cho thằng này. Nó vẫn chưa có cái đoạn hội thoại là nó sẽ đi đến một cái chỗ, một cái nơi mà của Scarlet để học kiến thức của Big Hat Logan và Scarlet ấy. Promise to stay safe. Hay nói đúng hơn ấy là đi đến cái thư viện của con gồng không gãy, con gồng không vẫy Scarlet. Và cái kiến thức của con gồng không vẫy đấy, đến cả Big Hat Logan ông ấy còn điên loạn, chứ đừng nói thanh niên Obek này. Obek này vào nhẹ nhàng. Tại vì kiến thức của con rồng không vẫy đó là một cái kiến thức bị nguyền rủa anh em ạ. À, những cái kiến thức đấy thì khi mà mình tiếp thu cái kiến thức đấy thì mình chỉ có chết thôi. Ngon, cây của mình lên cộng chính rồi. Thanh niên hồi nãy hình như là cầm cái cây của Black Knight hay sao ấy. Cầm kiếm của Black Knight. Không biết cây nào. Nhưng mà giờ giống cây này hả? Không biết cây nào. Cây Black Knight canh cái cây hồi nãy. Giờ có vẻ giống như là cái cây thanh kiếm mạnh nhất game. Tiếng tôi nói có bị nhỏ không mọi người? Hoặc là bị rè gì không? Mọi người cứ confirm cho tôi biết nhé. Thêm cái Titanite Slab không Trang. Có chứ. Có thì vẫn muốn chứ. Ngon mà. Be careful.
Rồi bây giờ tôi đang trời mình đến cái chỗ đó lại nhớ cái chú Gargoyle rồi. Buồn quá. Bà này hết bơm đen hả? Bơm đen thì chắc là lên mua của thanh niên nào quên rồi. Bắt chết đây rồi. À anh em đang xem livestream, mọi người nhớ đăng nhập vào nha mọi người. Đăng nhập rồi treo tôi một view. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thank you. Tại vì mọi người không có đăng nhập ấy thì nó không có tính. Đây rồi, bơm. Wait just a couple of hours. Thanks, good. À hồi nãy tôi vừa nhặt được một cái cây kiếm. Cái cây kiếm ấy tên là cái gì ta? Sunlight Black Knight Sword à. Cái gì đẹp vậy? À không, thanh niên hồi nãy cầm cái cây này phải không ta? Hình như thanh niên hồi nãy cầm cây Black Knight anh em ạ. Cái này giờ cũng đẹp vãi nồi này. Cây Black Knight làm như nào nó mới đẹp được vậy? Cây này cũng đẹp vãi. Còn là cây Black Knight Red Sword cũng đẹp nè. Black Knight Red Sword to vãi. VL khu thủ nặng. Cây Black Knight Sword này. Cây Black Knight Sword này là scale theo điểm gì vậy? Nó scale theo điểm Sergen với đét luôn, nhưng mà có vẻ không thuần Sergen lắm. Cây Claymore của tôi vẫn thuần Sergen hơn. Nó scale điểm A. Nhưng mà hồi nãy tôi rõ ràng tôi nhớ tôi nhặt được cái cây Sunlight mà. Nước rửa chén Sunlight. Rồi đâu rồi không thấy. Đây nè, Sunlight Strength Shot. Vãi, cái cây này nó lại bui theo điểm luck hả? Điểm phép chứ nhầm. Nó bui theo điểm phép anh em ạ. Vãi cái đài. Chỉ là kiểu mấy ông sẽ thích, khá là thích cây này. Nếu mà mấy ông kiểu bui theo cái đường mà đường gì ta, cái đường cleric ấy, cái đường mà giáo sĩ á mọi người. Giống như cái đường mà hồi xưa tôi bui ở bên Dimenso, tôi bui cái đường Moonlight Red Sword ấy. Cái tại vì cái cây Moonlight nó cần điểm phép khá là nhiều. Đấy, bui theo cái đường mà lúc mà tôi chơi bên Dimenso ấy. Anh em có vẻ chắc là thích cây này. À, còn 12k xô này chắc là tôi đi mua mua đá đẹp trai. Hình như tôi sắp hết đá đẹp trai rồi phải. Con này nó bán đá này vô hạn cho mình luôn à. Be safe. Divine Tome. Đây là một phép miracle của xứ Londor. Mà cái xứ Londor thì bọn nó chỉ có phép đắc miracle thôi anh em ạ. Cái quyển chữ nổi này mà đưa cho cái con Fire Keeper kia là con đó bị vấy bẩn luôn ấy. Nên ra cái quyển này chắc là chỉ đưa cho chị này, cái chị mà giải phép Abyss cho mình đấy. Nhưng mà chị ấy chắc chắn là chị ấy sẽ từ chối nha. Nhưng mà từ chối vậy thôi chứ đưa thì vẫn nhận đấy. Kiểu con gái mà, nói thích là không. Ở lộn, nói có là không mà nói không là có. À khoan, trước khi vào đánh boss Loric thì chắc là tôi sẽ đi làm questline của Sirith trước cái đã. Questline của Sirith là tôi nhớ là mình sẽ tele qua cái chỗ nào ta, quên rồi. Đây rồi, cái chỗ này phải. Chỗ nào đi qua boss nhanh ta, hình như là cái chỗ này, xong rồi chạy qua bên kia là tới boss luôn rồi. Sẽ bị vấy bẩn đấy, sách cấm. Đúng rồi, sách cấm. mọi người chờ tôi xíu nha. Để tôi kiểm tra là xem thử tôi có đang record không. Để ok, tôi đang record rồi. Cứ sợ là kiểu quên bấm record ấy.
có nhiều anh em khiếu nại rằng là xem lại trên Nemo TV nó rất là không được nét ấy. Nên thành ra là ok không sao. Đi đường nào thì nhanh hơn ta. Chứ làm với slide của series thì mày sẽ an toàn hơn này. Cái đường kia không an toàn tí nào cả. Đây đường này có ông người khổng lồ cũng bảo kê mà. Còn đi đường kia được không? Quái, dí mình đái ra quần luôn. Trời, không, nhẹ nhàng. Ôi dồi, con này cũng không được theo tôi. Mình lại đây. Cứu cháu chú ơi. Đúng rồi, cứu cháu. Bạn có thấy cái Summerside không? Cái Summerside đó là Summerside Westlife của series này. Mình khi mà mình chạm vào cái Summerside này là mình sẽ đi, thay vì mình triệu hồi series lên thì mình sẽ tiến vào cái thế giới của series. Đây là lúc mà series đang bị gặp nguy hiểm và series này cần mình hỗ trợ này. Let's go thôi. Trả lời lời tiếng cầu cứu của series. Westlife của series này thì mình sẽ cố gắng giúp series giết ông nội của mình nha. Bây giờ series đang đến đây giết ông Matt Knight này. Cuối cùng con đũng tạt, con đũng cũng đã tìm được người. Đang khá là mạnh đấy. Nhớ cố gắng là đừng để series chết ở đây nha. Series chết ở đây là toàn ấy. Mà phe Westlife luôn. Bây giờ khi trời. Series phá được kiểu không? Hay lắm Chris, thôi hai đối thủ không gọt cũng què thôi. Dù ông có mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa. Máu cũng máu liền lục được rồi. Rồi dồn vô góc rồi chỉ có chết thôi. Sao lại buông ra đánh chứ? Đúng rồi. Chết luôn rồi kìa, rip. Tạm biệt ông nội. Tại sao ông nội người thân của nó mà nó lại giết ổng? Tại vì ông này ấy, ổng là một trong những người đe dọa con này nó phụng sự và bảo vệ những cái người đi linh lửa à mọi người. Nên thành ra ông này tức là ổng ảnh hưởng cái con đường đi linh lửa, ổng là mối đe dọa ấy. Nên thành ra là cái con này nó bắt buộc nó phải giết ổng. Tại vì ổng là Matt Knight mà ổng gặp ai ổng cũng giết, bao gồm cả mình. Nên ra là thay nó, con Sirius nó vì nó bảo vệ mình nên ra nó bắt buộc nó phải giết ổng. Kiểu thương vậy. Rồi xong rồi, bây giờ là mình sẽ về Fallingside. Mình nói chuyện với Sirius là thế là mình đã hoàn thành slide của Sirius rồi. Nếu mà tính ra solo, pha đó mày đánh nhau, đánh được đánh với Sirius. Công nhận là Sirius phá combo ghê thật. Có mấy pha mà ông già, ông đang địch lợi. Thề mấy cái cây vũ khí của cái con Sirius nó cầm ấy, là một trong những loại vũ khí khá là mật dại khi BBB ấy. Chọn tới chết. Ngài đây rồi. Tôi đang lo là mình đã quên cảm tạ ngài. My sincerest thanks for your assistance. Cảm tạ vì ngài đã giúp ta hoàn thành lời hứa. At last, my grandfather will rest in peace. Đã được yên nghỉ rồi. And I can die. Và ta cũng có thể. But there is one last. Nhưng còn một điều cuối cùng, ta có thể tiên thệ to serve you để phụng sự ngài như một người hiệp sĩ được không? Ở đây thì mình cũng có thể từ chối series được để hoàn thành Westlife của. Nói chung là mình chấp nhận thì vẫn hoàn thành Westlife, mình từ chối vẫn hoàn thành Westlife thôi. Nhưng mà từ mình chấp nhận thì sau này mình sẽ series nó sẽ hỗ trợ mình ấy.
chấp nhận đi cho nó nai, chứ từ chối thì mọi người cũng không mất mát gì ấy. Nhưng mà tôi lại thích chấp nhận hơn. Chấp nhận thì vẫn hơn chứ, phải không? Oh, I am most grateful. I, Cirrus, do hereby serve as your faithful knight. Trung thành với ngài. Wherever, whenever I am needed. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, my loyalty ta cũng sẽ luôn bảo vệ, dù cho có phải trở mặt với ngài. Ghê không? Con này nó sẽ kiểu nó nói cái câu dứt khoát vãi. Nó sẽ bảo vệ mình dù cho cái điều đấy có nghĩa là mình, nó sẽ quay mặt lại với mình thì nó vẫn sẽ bảo vệ mình. Nó phản bội mình để nó bảo vệ mình thì nó vẫn làm ấy. Ai, con này đúng kiểu trọng lời hứa. Đến cả cái việc mà nó giết chết luôn cả ông nội nó là biết con này nó trọng chữ tính đến như thế nào rồi ấy. Kinh khủng thật sự. Con này đúng kiểu là một người cực kỳ trọng lời thề luôn ấy. Đến cả ông nội của nó mà nó còn giết thì biết con này nó kinh như thế nào rồi. Respect. À bây giờ mọi người có muốn tôi kể về lo của hoàng tử Lorik luôn không? Hay là đánh xong rồi kể? Lorik là hoàng tử, nói đúng hơn là hoàng tử sinh đôi. Lorik và Lorien là một trong những trận boss fight khá là đỉnh cao đấy. Đẳng cấp. Lorik Castle. Hình như có một chỗ là mình te le thẳng luôn á. Lên tới thẳng luôn thì phải. Có một cái đường tắt ấy. Đừng, tôi quên mất đường tắt như thế nào à. Bây giờ chạy thẳng đánh boss cũng được. Hình như à, chưa phải đánh hoàng tử Lorik à. Hình như phải là đánh bộ giáp trước đúng không? À thế à, thế thì quê rồi. Thế thì đánh xong con này kể cũng được. Quên mẹ đường tắt rồi. Hôm qua hôm bữa là mở được cái đường tắt rồi nhưng mà quên mất tiêu. Không biết cái đường tắt nó đi từ đường nào qua. Thôi đi đường này cũng được. Kể đi, phải hiểu lo trước. Nhưng mà không sao, hình như là đánh bộ giáp trước rồi mới vào đánh hoàng tử. Đi một đoạn nữa thì mới đánh được hoàng tử. Chưa. Đúng rồi, đánh bộ giáp trước. Ở đây là đánh bộ giáp trước. Hình như chưa phải là hoàng tử Lorik đâu. Chuẩn mẹ luôn, đánh bộ giáp. Chỗ này là boss room đánh giáp rồi. Thề, cái này cũng khoai lắm luôn này. Cái bộ giáp này cũng khoai lắm ấy. Cái gì này. Thề, chết lên chứ xuống nhiều đấy. Đùa đâu. Mẹ đánh mặt dài lắm á, một nó ra đòn theo kiểu random vãi liền ấy, lúc thì ba đòn, lúc thì hai đòn, lúc thì một đòn. Con này đánh dài quá. Cái danh Dragon Slayer là đủ uy tín rồi. Thật. Con này mạnh lắm ấy. Là một trong những con khá là mạnh. Mạnh lắm ấy. Con này lúc mà tôi có một cái clip ở trên mạng, tôi xem mà người ta cho nó solo với Nameless Skin suýt nữa. Một tí nữa thôi là nó giết được Nameless Skin rồi anh em ạ. Tôi thấy là đúng là kiểu là Nameless Skin chỉ còn một chấm máu, bị con này đánh là chết luôn ấy. Boss nào Nameless Skin trong đây là Nameless Skin là mạnh nhất rồi. Nếu mà cho mẹ bỏ vào solo ấy thì Nameless Skin là mạnh nhất. Nhưng mà đây là cái con boss duy nhất mà còn một tí máu nữa, một chấm máu nữa thôi, một chém nữa là chết Nameless Skin. Tính ra vậy là con này là con mạnh nhì game rồi. Con này thuộc hàng boss late game mà, mạnh vãi nồi. Nhưng mà
bù lại thì nên skin nhanh hơn. Ôi, tôi quên cắt cái em bờ rồi. Sai rồi Giang ạ. Làm gì có cái chuyện trong đây boss nó chém không dính mày. Đặc biệt là cái con này, cái kình của nó cực kỳ to luôn, nó không có phải chém như vậy đâu. Mà cái lực của nó mẹ ra cũng chết mày rồi đấy. Lại bắt đầu ảo nữa rồi. Má cái đòn nào đòn nấy lực giá mang. Lâu quá không chơi học lại mua set thôi chứ còn gì nữa. Xác định là ăn hành mọi người ơi. Vui mà không sao. Enjoy thôi. Enjoy cái moment này. Tôi lại sắp có cái cảm giác là lại sắp hết Ember rồi đấy. Má dùm cái cây rìu bổ uy tín giả mang. Công nhận. Ô, có summer sai này. Cũng một thanh niên nào đấy. Với một thanh niên nào đấy tầm người chơi không ạ? Đập hai phát chết luôn ạ. Ra đi mà lật toát luôn ấy. Cắn em bờ thì cũng hai phát chết luôn. Thôi cắn làm đeo gì, phí. Thật, cắn em bờ tưởng chịu được 3 hit nhưng không ạ, vẫn 2 hit chết. Thế thì cắn làm cái gì? Thôi cắn luôn đỡ phí. Cây rượu con này nó cầm vũ khí Sergen mà. Đương nhiên rồi, nó cầm vũ khí Sergen thì nó mới chém như vậy chứ không. Nếu có một thằng nào cầm đét mà chém cái lượng đam như vậy cả. Mà quan trọng là nó cầm Sergen nhưng nó chém vẫn rất nhanh. Chắc là tại vì nó là boss đó. Công nhận rồi. Nó là boss. Cái tạng người nó to nên ra mẹ. Đối với nó thì cây đó cũng như là cây đét gay vậy. Của con này ấy. Con này đánh khi mà các mấy ông cầm Sergen, mấy ông đánh con này cực kỳ khoai à. Biết tại sao không? Tại vì con này mà không kết thúc sớm ấy thì xác con mẹ nó định là bọn thiên thần, bọn nó lao lên, bọn nó cast phép từ trên trời bay xuống á mọi người. Nên ra là mẹ con này mà không giết được nhanh ấy thì xác định là mấy ông sẽ tới cái lúc mà bọn thiên thần nó phi lên, nó khạc mấy cái skill đó thì mẹ né bằng rời. Mấy ông thấy người ta đánh con này nhanh là tại vì người ta bui Sergen anh em ạ. Ủa lộn nhầm, người ta bui Death ấy. Nên ra là giết con này cực kỳ nhanh và cực kỳ dễ. Còn cầm Sergen không làm được như vậy đâu.
lại cái vũ khí của tôi yếu xìu, làm gì có thể kết thúc con này trong vòng một nút nhạc được. Chém một phát là thở bỏ mẹ ra rồi. Cầm Sergeant, cầm Dead đánh con này thì lại dễ quá rồi, không cần phải bàn cãi luôn. Khoan đã, khoan bỏ mẹ cái bơm đi. Lấy cái hiệu ứng chạy máu đánh cái con này cũng hiệu quả đấy. Không biết không, con này có máu không nữa. Chạy máu là để cho Dead gây chơi mà thì đương nhiên rồi, nhưng mà mình đâu có còn cái siêu ứng gì nữa là mình xài, nên ra mình xài thả nó sẽ xem nào. Tại vì nó chém được nhiều hit ra đâu có còn, mình đâu có còn sự lựa chọn nữa đâu, nên ra cứ xài biết đâu bất ngờ. Rồi cầm Sergeant đánh con này cũng phai bỏ mẹ ra. Cây claymore của tôi cũng cộng chín rồi đấy mà chém đéo gì nhê. Uống miếng nước nè. Đánh con này tôi thấy cổ tôi khô quá. Nãy giờ cái cây hàng của nó mẹ to và dài, nó tọng vào họng tôi cả chục lần rồi. Cổ tôi khô quá. Ôi ôi, con hàng này đã từng mẹ nhét vào bao nhiêu cái mồm rồi. Không, để anh giúp boss một tay. Trời ơi, cái pha đó mà thiệt luôn, cái camera nó không bóp tôi thì mẹ thì chắc là tôi né được rồi đấy, nhưng không mà camera bảo không em. Ở đây bọn anh không làm vậy. Nghe bảo nghe có mùi, anh thấy anh ngửi được cái mùi mà mày có vẻ giết sắp giết được boss rồi không? Đợi anh tí. Có vẻ như cái mùi này không được. Chắc là tôi bức đắc vào thử xem nào. Phải liền chùm cuối rồi cũng là camera. Thế nhở, nó fucking hell. Ôi giời ơi, phải ai cả nồi dẹp đi. Mình đánh trên cầu khi nào bị hất xuống không? Có chứ, cái việc đánh trên cầu bị con này hất xuống đất là chuyện bình thường luôn ấy.
trên đầu luôn. Chịu tăng level này. Nếu sao đi gần 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 sắp hết nữa game rồi. Ý là tôi không đang tôi không nói cái bao gồm cả DLC luôn nha. Nhưng mà đi tới tận đây rồi mà level còn mới có tầm bao nhiêu à? Level gì đâu mới có 68 là tiếng đỏ mà sida lắm ấy. Thì con boss lại đập mấy phát thì chào á. Tăng tí máu coi. Farewell, Ashen One. Hey, có bao nhiêu tiền đốt hết vào thời trang? Chắc là tôi phải bóp xô thêm tí nữa để tôi tăng thêm cái stamina. Welcome, Smith. Very well. Then hey. Bóp thêm hai. Farewell, Ashen Mesa. Farewell, mẹ. À, anh em muốn nghe về lo của hoàng tử Lorik không? Thì tôi sẽ kể từ từ dần dần nhé. Thì hoàng tử Lorik là người được hoàng tộc định sẵn là người sẽ trở thành Lord of Cinder mọi người. Nhưng điều chớ chay điều nhưng điều chớ trêu thay là cậu ấy lại sinh ra rồi mang trong mình bệnh tật và yếu ớt. Cậu ấy mang phải trong mình một cái lời nguyền. Cậu hoàng tử Lorik yếu đến nỗi mà cậu không thể nào cầm được cái thanh kiếm bạch kim vốn dĩ là vật thừa kế của cậu. Nhưng hoàng tử Lorik lại có một người anh, đó là hoàng tử Lorian, người mà mạnh đến nỗi sức mạnh của anh ta lớn đến cái nỗi là làm cho thanh kiếm bị cháy đen, và chỉ bằng một tay Lorian đã giết được cả hoàng tử Demon, hoàng tử của loài Demon. Đâu rồi, cây rìu đâu? Đây, đồ, VIP Pro vậy, 40 Sergeant cầm được luôn này. Tới công chuyện với tôi, cây này cái gì đây? À, cây này của Dơm. Cây này cũng thiên về Sergeant luôn à. Cây của Dơm ngầu vậy, nhưng mà cây này ngầu hơn. Gindia cũng được này. Vũ khí của Gindia. Nhưng một là đổi siêu, hai là đổi cái kia. Ui, cây của Gindia cũng được quá nhở. Đổi hết. Cây là cây của Dancer này. Dancer là Hades. Hồi xưa hình như tôi nhớ tôi cầm Dancer thì cây của Dancer thì phải. Ừ, cái câu chuyện mà hoàng tử Lorian một tay mà giết chết được hoàng tử của loài Demon ấy, cái câu chuyện này được nhắc đi nhắc lại trước mặt hoàng tử Lorik như một lời cảnh báo rằng cậu ấy không phải là người xứng đáng để chọn làm Lord of Cinder ấy. Trong khi người anh của mình Lorian mới là người thích hợp nhất. I took the mantle all the more. Đổi nhẫn á? Sao? Nhẫn gì? Tôi làm gì đổi được nhẫn gì nữa? Havoc Ring là tôi đổi rồi mà. Gì cần đổi cái nhẫn đâu nữa, nhẫn này đổi từ lâu rồi. I took the mantle of Lord of Cinder of mine own volition. Đúng là chớ chiêu.
Nghe có mùi Infinity Gaming ở đâu đây? Không phải đâu bạn. Cái mùi này Infinity Gaming của bạn thì cũng lấy ở trên YouTube của cái anh kia thôi. Tôi đọc tôi nghe cái phong cách kể chuyện của cái Infinity Gaming thì cũng lấy từ cái trên YouTube của anh kia ra thôi mà. Cái lo đây là lo, cái lo bây giờ đây, cái lo đó là cái lo chuẩn xác nhất rồi. Mình không có lấy của Infinity Gaming đâu, là mình lấy từ ở trên cái kênh của cái anh Vadity Ya cái gì đấy. Cái kênh anh ấy chuyên làm về Dark Souls và lo về mấy cái dòng Souls game. Chung một kênh tiếng Anh Vati gì đấy nên ra là giống là phải rồi. Chứ mình không có lấy ăn cắp chất sáng gì của Infinity Gaming đâu. Thế thì kỳ lạ lắm. Mình chỉ là ăn cắp chất sáng của cái anh Va gì đấy. Cái lò đấy được public ra rồi. Farewell, Hashimi. Mình chỉ ăn cắp chất xám của bọn Tây Long thôi, chứ người Việt Nam mình thì mình không dám ăn cắp chất xám rồi. À. chỉ dám ăn cắp chất xám của bọn Tây Long thôi. Nghe hợp lý. Ashen One. Hồi nãy mình kể đến đâu rồi? À, mình kể đến cái chuyện Lorian phải không? Tới cái khúc Lorian rồi. Dù Lorian rất là hùng mạnh, nhưng anh này lại cực kỳ yêu quý người em trai của mình anh em ạ. Nghe có mùi gầy ha. Lorian tình nguyện yêu quý em mình đến nỗi mà Lorian tình nguyện hòa lẫn linh hồn của hai người trở thành một để chia sẻ cái phần đau đớn của em mình, chia sẻ lời nguyện với mọi người. Nhưng khi đã hoàn thành cái nghi lễ hai cái linh hồn hòa vào nhau ấy, thì Lorian lại bị câm và bị liệt đi phần chân của mình. Nỗi đau mà khi cả hai linh hồn hòa làm một. Vì vậy thay vì đi thắp lên ngọn lửa, đi linh lửa để cứu thế giới, thì cả hai chọn ngồi lại trên ngai vàng của mình và nhìn ngọn lửa dần lụi tàn. Vì đối với họ không gì là quan trọng hơn người kia. Nghe thề, cái lo của hai anh em này nghe gầy thật sự. Nghe rất gầy luôn. Bad Odi Chan. Về quả lo kiểu hồi xưa kiểu đồ gầy vậy. Đa gông quậy ngồi nha. Cái này weapon ác như thế nào đấy? Dán xét à, ngầu đét. Rồi. Sao tôi thấy ít bọn nó xài cái này quá vậy? Cái này ngầu vậy nồi. Cái này có vẻ chỉ là chém về phía trước. Cái này scale điểm D à. Scale strength khá là ít đấy. Sâu gầy, gầy quá. Gầy thật. Tôi đang cầm cây gì đấy. Đây. Titanic scale à. Ui, cây của Dơm thì lại scale điểm strength là B à. Cây của Dơm xem như thế nào. Be careful. Vũ khí của boss là vũ khí đặc biệt rồi anh em ạ. Nên ra là hình như vũ khí của boss ấy, đổi linh hồn thì mình chỉ nâng được tầm mát là 5 thì phải. Để tôi xem cây của Dơm nè. Con mua set của Dơm chắc là chém gà bảo. Rồi. À, tăng đam cho vũ khí. Tăng đam cho vũ khí. Tiến vào trạng thái Lord of Cinder. Vác mấy cái cây này là khỏi mặc đồ luôn ấy. Vác mấy cái cây này chỉ có nước là vứt đồ hết. Tại vì mình không đủ strength để nên ra là bây giờ chỉ có nước tầm cả tạm cây claymore đi. Cái này để sao. Ok, đi tiếp thôi mọi người ơi. Let's go. Mình không có đủ nguyên liệu đâu để mà thích cái gì thì nâng cái đấy. Vũ khí chính bây giờ của mình chắc là cũng tạm là cây claymore thôi ấy. Rồi. Cặp song đao của The Ring City nặng lắm mình biết mà. Thành ra là chắc là mấy cái cây, mấy cái loại vũ khí đấy chắc là phải new game cộng mới đeo được á, chứ kiểu
New Game Cộng Không như mình thì chắc là không xài được mấy cái loại vũ khí đấy đâu, không đủ khả năng để xài ấy. Cầm thì cũng cầm được đấy, nhưng mà không mặc giáp gì được. Gì đâu mà chỗ này đỏ lờm vậy? Ở đâu mà ở đây sao máu không vậy? Bọn nó tự sát ở đây à? Này làm tôi nhớ bên Bloodborne ghê. Ở khu Bloodborne cũng có một cái chỗ mà chạy vào mà máu không như thế này này. Nhưng đẹp là chính. Ừ thế đấy, đẹp là chính. Đây rồi, thêm một cái bonfire nữa. Nhẫn đó là kiểu khi mà mình đeo vào mà khi mà mình holo mình sẽ biến về trạng thái của người á mọi người. Đeo cái nhẫn này nhẫn đẹp trai anh em ạ. Cần đéo gì. Đây Runergy này, đây là cái thư viện của hình như cái thư viện này là của con rồng không phải Skelet đấy mà ông vua ông vào đây. Và Obek nó vào đây nó học cái tri thức của con rồng này xong rồi nó phát điên luôn. Ở đây có tượng của con farm mà. Đúng rồi, ở đây có tượng của con farm này. Ấy, con rắn mà đầy cái mồm đầy răng ấy, mọi người còn nhớ ở đất số 1 không? Con rắn đúng mức dài luôn. Con rắn sinh ra để bị chửi. Để tôi xem nào. Chưa hoàn thành được xong questline của thanh niên này à? Hay là tôi đưa thiếu cái gì đó cho nó ta? Tôi đưa thiếu sách cho nó à? Nhớ là tôi mua hết rồi mà. Promise to. As a leader. What have we? Then you've really got them. Do not be gone. What? Vậy là do mình thiếu rồi, mình thiếu quyển sách rồi. Chắc là vào trong cái Runergy đấy rồi mình nhận được cái quyển sách gì đưa cho nó thì mình mới hoàn thành cái questline được ở đằng này. Rồi bắt đầu nó mới bỏ đi ấy. Nó bỏ đi, bắt đầu nó bỏ đi vào trong cái đấy. Nó học cái tri thức của con rồng không phải. Xong rồi nằm chết ở trong đấy luôn, holo trong đấy luôn. À không, không phải là holo, nó nằm nó chết trong đấy. Nó chết luôn á mọi người. Nó không có điên gì đâu nha, nó hóa holo thì nó vẫn còn sống chứ không à. Thanh niên này nằm chết luôn. Thì mẹ đến cả Bighead Logan. Bighead Logan là một trong những người thông minh nhất mà vào trong đấy còn oẳng nữa. Oh shit. Mùi này.
tay lem lum. Tôi nghe có tiếng một con crystal lizard gì vậy? Của bọn này nó lại có đầy sáp ở chỗ đấy. Đây là một trong những cách để có thể học được để có thể học mà không bị nguyền rủa trong cái thư viện này nè mọi người. Tức mình muốn mà học được, đọc được mấy cái sách mà kiểu không bị nguyền rủa trong cái thư viện này thì phải nhúng cái đầu vào đây. Để không bị nguyền rủa bởi cái tri thức ở trong này. Thì con mẹ. Nhưng mà ha, nhúng thứ này thì sao mà đọc chữ được? Chắc là chỉ có thể ở trong đây được thôi chứ không thể nào. Chứ không thể nào mà đọc được cái tri thức ở trong đây. How? Đúng này. Còn sau. Ngu à. Tatana chân. Chắc là chỉ làm cho bản thân mình không bị cái tri thức ở trong đây nó nguyền rủa thôi chứ không thể nào vừa học mà được như thế này được. Ôi trong đây nhiều Titan scale vậy. Tha hồ nâng vũ khí luôn. Đi anh, mày có nhức đầu không? Nghe tiếng của Crystal Lizard luôn kìa. Vì nó ở trên đầu tôi rồi. Crystal Charm. Ở đây hình như không phải là cái hình như trong Dark Souls 3 chúng ta không có thấy được xác của Big Hat Logan gì vậy. Không thể nào thấy được luôn á. Tại vì lúc mà tôi chơi Dark Souls 1 tôi không có. Rồi lúc tôi chơi Dark Souls 1 tôi không có làm questline của Big Hat Logan ấy. Nên là tôi chịu. Tôi không có biết Khách Logan chết ở đâu. Hoặc là ổng đi vào trong đây ổng bị gì. Mọi người thắc mắc là ở trong đây tri thức nó bị nguyền rủa như thế nào. Thì ok. Không, cái đấy để sau đi. Never mind. Đó, cái tri thức nó bị nguyền rủa như vậy đó mọi người. Mình lại gần phát lại như thế này nè. Nếu mà mình đầu mình không nhúng sáp thì mình sẽ bị bọn này nó khều tới chết luôn á. Nó còn mẹ crush cắn vào người mình nữa cơ. Nó crush vào người mình liên tục luôn ấy. Mà cái hiệu ứng kinh khủng nhất trong game này là hiệu ứng nguyền rủa ấy.
dính nguyền rủa mà phun cây thì chỉ có chết. Nhạc ở trong đây nghe cũng kinh nữa. Âm u quá. Hết sáp rồi Trang ơi. Ơ hết rồi á. Bay. May thế. Hình như là bị bọn nó quào, nó quào cho đến khi mình chốc cái sáp ra luôn ấy. Hồi nãy đi thì đâu có để ý đâu, bây giờ mới để ý là hết rồi. Hình như là lợi gần mấy cái sách đó nó quào tí là hết sáp ấy. Nói chung là hạn chế lợi gần mấy cái bàn tay đấy. Mấy cái chỗ mà sắp đấy. Không có cái gì là miễn phí cả anh em ạ. Cái tri thức này là cái tri thức ai cũng thèm. Cái tri thức mà ai cũng thèm thuồng ấy. Công nhận là con rồng không vẫy nó thông minh thật. Nhưng mà cái sự thông minh của nó phải trả giá đó. Né được thì né nha mọi người. Đầu tôi kìa. Đứng trên đầu tôi nó xả xem xét xuống kìa. Dại vậy. Từ đá cái cầu thang này xuống này. Ôi. Chó này. Ừ. Tôi chạy lên trên đó tôi xiên nó đó. Hay là tôi... Ui. Chết ở cái Irathiel ấy. Nó bắn tới đấy thì Gagat ở trên đây, Gagat sẽ chết, hắn chết ở đấy ấy. Khá là buồn. Vừa né bọn kia còn phải né thêm con chó này mà nó cắt đúng kiểu phù thủy, nó cắt đéo bao giờ hết mana luôn. Nhưng mà không sao, hồi nãy hình như là tôi đã đá được cái cầu thang rồi. Cầu thang chỗ nào nữa? Cầu thang ở đâu? Có cái cách mà có cách giết con này anh em ạ. Giết con này. Thôi giết con đấy bằng cái kiểu mất dạy rồi đi. Nó nhai cứt. Okay.
nó dính tôi xích vậy? Nhưng sao nó dính tôi xích mà tôi dính luôn là thế đéo nào vậy? Em sao? Đó, ném cứt vào người nó mà chờ nó hẹo thôi. Tại vì cái hiệu ứng tô xích nó rút máu kinh khủng lắm mọi người. Mọi người dòm như vậy thôi chứ nó rút máu nhiều lắm ấy. Rồi trong cái lúc đó thì mình chơi thôi. Lại dụ tôi đây à? Giờ thì ngồi chơi xơi nước thôi. Thôi nó tự động lăn ra chết à? Dòm vậy chứ để tu sức để giật kinh khủng lắm. Thật cái con này thì đánh nó được nó mẹ nguyên cái thư viện cũng mệt mỏi lắm. Ngồi đến giờ nó chết anh em ạ. Hình như là mình đi chỗ khác nó cũng tê le theo sao. Ngồi chỉnh lại cái fader sinh nhờ. Này đâu mà có cái fader sinh đâu. Đây fader sinh. Trời coi gút kìa. Gút khiếp thiệt. Ờ hết rồi à? Hình như hết tô xích rồi. Ra quăng thêm một cục nữa. Thì cái con này cũng là một trong những người đệ tử của Big Hat Logan đó mọi người. Cái con boss mà Crystal Sage lần trước mình giết cũng là một trong những đệ tử của Big Hat Logan đấy. Thêm con này nữa. Khổ thân ông già. Có vài thằng đệ tử thôi. À đâu, ông ấy nhiều người lắm. Ông tính ra là ông Big Hat Logan này ông có nhiều đệ tử lắm. Không phải cầu thang này đâu. Ông có nhiều đệ tử lắm anh em ạ. Hai thằng này chết thì cũng không ít đâu. Ừ, hồi nãy cái đường này tôi đường được mở ra này. Ở trong đây có một con miếng. Miếng mít hả? Hay là cái thùng? Thùng. Ui, món đồ này có vẻ khá là to này. Titanite Slab. Úi xời. Quá là bự luôn. Titanite chân. Quá trời. Đầy ra. Giờ thiếu năng quá. Hồi nãy tôi cũng không biết là cái cầu thang đó tôi đạp là nó dẫn đi đâu nữa. Thôi cứ đi đại đi, con đó không cần quan tâm đâu. Gì nữa đây? Con bắn rồi.
rời xác. Rồi không lăn được. Vậy đang bị dính ba cái xác này không lăn được nè. À, bây giờ mình có thể nhảy xuống cái chỗ đó rồi mọi người, nhưng mà tỷ lệ chết cao lắm, xong rồi mình đi lượt lại, nhưng mà nó đem những mèo. Ui, ui may quá thì vẫn còn sống à, fucking hell. Một cái nỏ. Cái thang này là lên lại. Ủa, hồi nãy cái con kia nó nằm ở đâu vậy ta? Tôi thấy một con crystal lizard. Hình như con crystal lizard không có nằm ở đây. Nhúng đầu để làm gì vậy? Nhúng đầu vào sáp để không bị mấy cái chi thức ở đây nó nguyền không? Kìa kìa, con crystal lizard nó nằm đó rồi. Nhưng mà nhảy xuống kiểu gì đó. Chắc là lên trên kia. Tại vì ở đây toàn là chi thức của Skelet. Rồi Skelet như nè, đây là chi thức này nè. Nó bị nguyền rủa, nếu mà ông đầu của ông không nhúng sáp vào thì mấy ông sẽ bị cái con này nó nguyền ấy. Well, ừ, mạnh lắm. Kìa, violin magic. Ui ôi, người tôi đang có cả 100.000 xô, áp lực quá mấy ông. Này nãy này. Ồ làm nhau. Ồ. À ra cái thang này dẫn lên đây à. Ok. Một cái mũ. Ờ cái mũ này của chú Radat này. Bọn này cũng từng là trộm. À không, bọn này không phải là trộm mà bọn này từng là nô lệ ấy. Tại vì bác Radat bác ấy cũng là nô lệ ấy. Ôi ôi, sách ở đây. Holy shit. Má mấy cái sách ở đây kinh không. Bước qua phát đâu. Không phải chạy nhanh qua anh em ạ. Không là bị quyền lại vỡ mồm. Ra là mẹ mấy cái. Mấy cái mà nó rên ử ử nãy giờ là mấy cái tri thức ở trong quyển sách này à. Anh em nghe kìa. Phải không? What the fuck. Nghe kinh vậy. Cái gì? Sức kéo vậy này. Ô tường ẩn ngon. Ui dồi một con này nữa à. Khoai đấy. Đạp cầu thang trước đã. Cái thang này dẫn đi đâu vậy? À dẫn xuống lấy đồ. Lấy đồ trước đã. Tại vì đánh cái con đó tỷ lệ chết cũng khá là cao đấy anh em ạ. Đánh kiểu không cẩn thận là chết vỡ mồm. Coi có đường ẩn gì không, mở hết. Oh shit. Rồi, lên đánh con đó trước cái đã. Có hình
tri thức đấy là cái quyển sách đấy là quyển sách đen à, nhưng mà nó đen về cái kiểu nó không có phải nguyền rủa anh em ạ, nó nguyền rụt, nó là dạng sách cấm ấy, mà sách cấm ở đây là sách cấm 18 cộng chắc mới lên ư ử như vậy. Con này thì không nên block nha, chỉ có lăn lộn truyền thống thôi. Lấy cái quyển lấy cái này vào. Ôi kìa, tôi bỏ nhẫn mèo rồi mà. Tôi bỏ nhầm nhẫn à. Nhẫn nào xịn không đâu. Tôi nghĩ là tôi nên đeo cái nhẫn này vào. 100k xô trong người rồi. Trọng lượng vào lăn kiểu mùi mày thế à, đeo hiệu kìa, thấy chưa, 70 rồi lăn như bùi nè, lăn nè, vì sao đánh con điền đây quá nặng thôi, nên đeo cái những hao vết này vào cho nó đẳng cấp cái hồn, đeo ấy kia mới vẫn vãi cây vãi nồ. Thôi 100k xô rồi, lỡ rồi về mua đồ thêm khác. Con đấy là dancer à, đúng rồi, con đấy thì là một trong những người mà được Paul Tip Sullivan ông ấy cho cái nhẫn ấy, tức là biến thành bọn đó, tức là hiệp sĩ nô lệ của Sullivan đấy. Dancer cũng là một trong những người nô lệ của ông. Rồi tầm này thì máu thôi, máu với stamina. Outrider này, ừ, là một trong những người. What? Rồi tôi bị fucking hell. Đi ngà, có một viên Titanic slap đéo tăng cái cây kiếm này đi, đéo sao đi tăng cái cung làm mẹ gì trời. Đéo hiểu luôn mọi người, tôi bị ngu à. Sao mà tăng lên người. What the fuck? Pretty be careful. I don't. Có bao lấy nguyên liệu lại được không mọi người? Nhầm vãi nồi. Ngáo vậy, có cách nào lấy lại nguyên liệu được không vậy? Aura vô lại thử, game này đâu có chuyện đấy không? Kiểu ông làm rồi nó dính ông luôn, nó sell cloud mà chứ đâu phải là như vậy. À, chịu luôn rồi, mẹ. Nhập là khổ thân tôi. Phải liền, tôi bị nguyền rủa thiệt rồi anh em ạ. Tri thức này đã bị nguyền rủa rồi. Tôi đã quá đần độn rồi. Tri thức này nó là nguyền rủa cái sự đần độn của tôi rồi. Toàn. Nãy quên. À đây, cái đường tắt này chưa đi được. Chắc là đi hết cái chỗ này thì chắc là nó mở cho mình cái xích cách. Đặt nào. Bây giờ chạy thẳng một đường lên thôi. Nháo thật sự. Đây thì đâu cần phải cái này nữa. Bỏ cái linh ba đi. Poison cũng được đấy, ổn. Qua wow, nameless skin được thêm 2 tấm nữa, ok. Cái này để sao đi, bây giờ đi nốt cái này đó, nameless skin còn lâu. Rồi, ơi, bye.
phải loài. Đi thẳng cái cầu thang lên là nhanh nè. Bỏ qua bọn kia. Được xâm mình đến thế giới khác rồi, thôi xong rồi. Có thằng nào nó đang ở đây nó bị invade xong rồi tôi chung cái covenant của nó nên ra là tôi bị triệu hồi đến cái thế giới của nó để giúp nó rồi. Ok. Ờ kìa. Sao không thấy bay đi vậy? Thế thì thôi. Mẹ mày. Tao đang đánh boss rồi. Quăng vào mở mờ mà. À, thế hình như là không triệu hồi được rồi. Đây là fail rồi, noise. Định bú máu mọi người đéo sao đứng nó thêm mẹ đọc vào cây vũ khí thêm lần nữa à. Are you fucking kidding me? Lỗi vãi rồi. Bỏ mẹ cái đọc này ra đi. Mẹ búp mẹ đọc cho lắm vào xong cuối cùng búp thêm lần nữa. Đứng ngó hay gì? Bú máu gì? Cái pha đó bú máu thì còn đỡ, đéo phải bú máu mà nó đứng nó bôi độc vào vũ khí của nó trước mặt mẹ. Tự hủy thật sự. Trước mặt con boss hảo, đây là một cử chỉ rất là hảo hán, nhưng mà khuyến khích là không nên dùng lại lần hai. Cái gì cũng nên một lần thôi, đừng dùng lần hai giùm em cái lại không được đẹp trai nữa rồi. Cắn thì đá đẹp trai phải thằng em có sát tinh rồi, đá đẹp trai nó cũng đâu có phân biệt gì được đâu vậy. Trời ơi thôi. Không vậy? Hình như không có. Ok. Mày xô của tao. Đi lại đi nhẹ nhẹ lại chém cho nó được hai phát. Bị quýu ấy. Mẹ nhục vãi rồi. Thôi thì Anh em đừng nhớ cái khoảnh khắc này nhé. Nếu sao bị có bùi thì giết 3 lần à. Chóc. Khổ quá chóc rồi. Mẹ bị con mini dancer nó vả liên tục. À không, con này đâu phải là mini dancer không. Nó là một trong các Outrider Knight. Nó giờ cũng khá là giống mẹ dancer, nhưng cầm vũ khí thì không giống dancer tí nào, mua set đéo giống tí nào luôn. Rồi. Cái chiến thức này. Ui. Nãy giờ làm content thôi, content. Tại vì mọi người thích tôi đau khổ mà. Ơ kìa. Đúng rồi, tại vì mọi người thích xem tôi đau khổ nên ra nãy giờ tôi diễn cho mọi người vui vẻ vậy thôi, tại vì tôi thấy mọi người dạo gần đây cũng kiểu bị mệt mỏi trong người ấy.
nên ra là không có cái gì giải trí. Nên ra là thay vì tôi đánh một lần qua luôn thì tôi cố ý tôi để chết hai ba lần như vậy để cho mọi người có vài chàng cười sảng khoái. Ừ. Ấy, chàng cười sảng khoái thôi chứ còn gì nữa à? Vui vẻ quạo sao đâu, chơi bá quá. Trời ơi, cái mùi gì vậy nè? Thôi. Trời ơi là trời, què gì vậy cú? Stop right there, you motherfucker. Ừ. Cảm ơn. Dịp mẹ đi, vô đánh nó luôn chứ hơi đâu mà lại còn đủ cái gì đó. Rồi. Bây giờ bắt tôi tốt qua. Ồ kìa, cái gì vậy? Anh ơi. Fuck me. Từ từ, bình tĩnh. Sao tự nhiên nó khoai dữ vậy trời. Tao đánh với Dancer, tính ra tao đánh với Dancer mà tôi còn không chốc bằng đánh với con này luôn á. Tôi đánh với con này kiểu chốc vãi nồi. Mà tôi thấy con Dancer nó muốn dưỡng sinh còn dễ chịu hơn thằng này ấy. Đéo hiểu. Mà đéo biết là con này là nữ, nam hay là nữ nữa. Hình như là nữ hay sao ấy. Tại vì cái tạng người của nó khá là giống Dancer, tôi nghĩ chắc là nữ. Chứ nam thì chắc cũng BD rồi. Đâu. Nam thì chuẩn thụ. Nào, không có chọc đích. Hình như lăn bị vướng vào tay nó thì phải. Cho em xin, cho em xin hai chữ bình yên. Cho em đi đánh hoàng tử Loric đi. Hoàng tử nhẹ siêu gầy. Có liền con kia gục tôi tận đây. Được. Đóng trên xô của tôi kìa. Chắc là tôi phải xài cái weapon ác phát. Mẹ bây giờ tao đánh liên tục thì tao chấp mày luôn ấy. Ôi vô đây tao đánh nô la với mày luôn. Ê em đùa, em đùa, em đùa. Em đùa anh ơi, em đùa, em đùa, em đùa, em đùa. Em đùa, em đùa, em đùa. Em đùa thôi mà. Em đùa, em đùa. Cô mẹ anh. Bức dạng chết của mẹ anh đi. Đóng trò. Cái gì nữa ông? Đúng mấy lại bị xung tới thế giới khác nữa. Có khi nào mẹ bị xung tới thế giới khác thì nó không tính vừa đánh boss con boss này không xong. Xong lại kiểu tiếng đéo rồi đấy. Tiếng đéo rồi đấy. Xong mẹ nó lại đá về tôi, về world của tôi. Xong nó lại bắt tôi giết lại con này thì cắn lưỡi tự sát luôn. Xong đấy lại có cái gì đây? Party. Mày thế nhở? Không cho được rồi. Ờ lại có một thanh. À đây, niên này đây. Vào đây bôi sáp. Vào đây, đây nè, cái tiếng rên rỉ. Cái tên riêng tính, cái tiếng riêng rỉ. Rên rỉ nãy giờ mình nghe cho phát ra từ cái ông này này. Đủ mấy nó bôi sáp lên đầu. Xong rồi nó đọc lén tri thức của con rồng không vậy. Xong rồi cuối cùng cũng nằm chết ở đây. Soul Steam.
Mẹ lại lương lẹo à, lại định lương lẹo định hắc nghe mà, nhưng không. Mẹ nhúng sáp lên đầu thì cũng chết thôi bạn ơi. Nó rên rỉ nãy giờ. Nó chết rồi nhưng mà nó vẫn biến thành một cái phép miracle gì đấy. À không, phải là liar à hết là thế đéo nè. Sao thằng này sao giống bên Đắc Xô vậy ta? Ủa lộn, bên Đi Minh Xô cũng có một thằng như thế này. Một cái phép gì đấy. Một cái xô thì phải. Tôi vừa xô gì đấy. Học thì ít mà chơi game thì nhiều. Đây là cái tình trạng mà khi đọc sách cấm quá 180 phút nè mọi người. Đừng có như thanh niên này nha. Hết rồi, tôi hết sáp trên đầu rồi, phải cẩn thận. Không biết chạy qua chỗ kia kiểu gì đây. Đầu tôi không có nhúng sáp như này. À quên mất, chạy qua đường kia chứ không phải là chạy đường đấy. Đường nào ta? Cái đường nào vậy mọi người? À đó, đây, cái đường cầu thang này. Hình như là nhảy xuống đây phải. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà chỗ này hình như sẽ có một cái đường nó nhảy xuống giết con Crystal Lizard vậy phải. À, đây rồi. Cái gì? Cụ mày. Mẹ. Nhìn theo đá quần không ạ, bất dạy vậy. Thư viện này nãy giờ tôi chạy chắc chục vòng rồi đó. Ôi, phải lên nến đấy. Má gu su người ta chạy cái một à, mấy bụng gà như bọn mình. Mắc mệt không? Để tôi xem chạy về đây xem có mở được cái xích cách nào không. Để tôi xem nè. Ủa bên đây. Chắc là có. Yeah. Mở được cái xích cách rồi nè. Xích cách này xuống dưới. Xuống dưới kia. Mở thẳng về bonfire luôn. Cái thư viện anh em ạ, ngay đầu thư viện. Vậy là cái xuất kích kia vẫn chưa phải, có hai cái xuất kích lận, một cái xuất kích dẫn thẳng nó bên phải luôn ấy, vẫn chưa phải là cái xuất kích này. Rồi đây là đâu nữa? Ơi.
thôi. Còn nó phải nến nè. Chuyện thật sự. Ở trên có cái cầu thang kìa. Oh. Ok. Trời, Titanite scale bên đây nhanh nhãn luôn. Crystal game. Tôi hết nến rồi. Chị nhanh qua. Oh shit. Từ từ để cho cái host nó tụt xuống đá anh em à. Nguy hiểm vậy rồi. Bây giờ bị wow tầm mẹ 2 phát 3 phát loạn luôn. Đi qua đó thì tôi muốn quay trở lại để xem cái đường phía dưới này còn cái đường nào không. Đây nó có tách ra hai đường lắm. Tại vì cái đường đi qua bên kia là nó rất là xa ấy. Trên vẫn còn đồ rồi phải không? Đeo cái nhẫn này để không nghe tiếng bước chân để tôi backstab được nó. Cua xuống dưới đấy là mẹ một điện thoại. Rồi cảm ơn. À, chỗ này là hết đường rồi, đi ngay mà. Không nghe tiếng bước chân luôn ấy. Hình như ở trên vẫn còn đồ rồi phải không ta? À không, tôi nhìn nhầm đấy. Đấy, không, đi thì phải cho hết chứ anh em ạ. Chứ không đi kiểu còn một đường mình không biết là cái đường đó nó có cái gì ấy. Lỡ đi rồi đi cho hết. Để mình còn biết đường nào là mình nên đi tiếp và đường nào là không. Nhưng mà không nghe tiếng bước chân cứ kiểu game bị sao ấy. Giống như là tôi đang chơi game tàu khựa. Mọi người những mèo cho cháu ăn. Thật không nghe tiếng bước chân ấy kiểu. Vậy thôi đây. Chỗ này tỷ lệ chết cũng cao lắm nè.
Yeah, bitch. Trời con, cái gì đây? What the hell? Hey, what the... What? Nó biến mất luôn kìa. Ui là... Magic. What the fuck? Phải lên bắn định vũ nó xuống đây, nó biến mất mẹ luôn. Cười gì á? What? Kéo như vậy. Nghe tiếng crystal. Quái nồi. Chỗ Gregat chết đó mọi người, chỗ mới có mấy cái message đấy. Là cái xác của Gregat nếu mà mình hoàn thành questline của bác ấy, không để fail ở cái Irathiel ấy. Tôi sẽ giết con này trước. Đừng để con này la nha. Nó la phát là bọn kia quay lại đập tôi ấy. 2-1 mày. Ba con quay tôi rồi nè. Giết tôi. No no no. No no no. Thôi. Thôi. Đúng rồi chứ còn gì nữa. Con này cũng còn được theo à. Rồi cảm ơn. Shit. Rồi quay về đây. Không sao cả. Đừng lo. Mình có thể chạy ngược vào chỗ kia rồi. Cũng gần. Chạy tuột lờ luôn. Tại vì ba con đó mà nó bay và nó hội đồng mình thì chỉ có chết thôi anh em ạ. Chỉ còn nước chạy thôi. Chạy thì còn có cơ may sống sót, chứ đứng lại một chỗ là đập cho chết. May là còn chạy kịp đấy. Vẫn chưa tìm được con Crystal Lizard. Ôi dồi ôi, bọn nó lùi về kìa. Crystal Lizard hình như hồi nãy nó ở đây nè. Ở đây nè. Từ từ đã. Từ từ nha. Tôi đeo nhẫn không nghe tới bước chân cả. Xong rồi tôi bắn tụi nó tầm xa chắc là nó không chạy được đâu nhỉ. Nhưng nó không biến mất anh em ạ. Nó chạy nó bắt dấu mình rồi đó. Ok ok, nó đang chạy rồi. Ở kia. What the. Phải liền chạy lăn lóc hết cả lên vậy ba. Phải vây lại chạy về đây. Khổ vãi nồi. Tôi vừa bỏ chạy xong, chạy khỏi chỗ này xong lại chạy lết về đây. Có 70k xô trong người, áp lực cũng chết.
rồi. Rồi. Buông đôi tay nhau ra. Làm người ai làm vậy? À, cái chỗ cái ghế này là cái chỗ mà thanh niên Obex học tri thức xong rồi nằm ở đây chết nè. Ngồi trên cái ghế đó chết luôn. Giống như cái thằng hồi nãy mình lấy một cái phép trên người đó ấy. Nhưng mà hình như rõ ràng cái chỗ mà nãy con đánh tôi đánh cái con kia, hình như có thêm một con Crystal Lizard nữa hay sao ấy. Tận cái chỗ đấy tận 3 con lận. Để tôi ao ra tôi vô lại thử xem nào. Hồi nãy chỗ này rõ ràng tôi thấy một con Crystal Lizard. Học quên ăn quên uống không phải đâu. Nó học là do nó bị, nó học phải cái tri thức bị nguyền rủa của Scatter. Con rồng không phải đấy. Con Seth đấy. Đến cả Big Cat Logan còn phải điên nữa mà, chứ đừng nói thanh niên đấy. Tụi tôm. À đúng thật không có nào. Do tôi nhìn nhầm đấy. Hình như chỉ có một món đồ trên cái xác này thôi. Sao cái thằng Bùi nãy nó invade tôi, nó lại trả chặt cho mày chết. Bị invade đá ra quần luôn nè. Cái chỗ đó tôi nhớ hình như là ba thằng nó sợ hội đồng mình liên tục. Cầu thang kìa, mình đá cái cầu thang xuống phòng cái trường hợp bị chết nữa. Rồi đi qua đây. 85k xô ra đây bị ba thằng hội đồng cây cú vãi nồi. Thật bị hội đồng bởi ba thằng đó anh em, không đùa đâu, ba thằng thật sự luôn, ba NPC bắn một phát hình như là ba thằng nó chạy ra luôn chứ không phải dụ từng thằng được đâu. What?
nguyên một thằng nó chạy ra ngon phải không? Được, từng thằng như này thì lại quá dễ rồi, quá là easy luôn. Đi mẹ, tôi sai rồi. Ui mẹ, này lẹ không, con kia nó phụ rồi, vỡ mồm này. Chém nó lẹ. Ai rồi, một thằng. Cây đam lẹ càng tốt. Đợi kia mua nè. Đó, sắp tới boss room của hoàng tử Lorik rồi. Ở đây là thêm một cái shortcut nữa nè. Cái nốt cái shortcut này. Ở phía sau còn đồ kìa. Tôi định quay lại mà, tôi đâu có đi định đi tiếp đâu. Tôi định quay lại đấy, đi chưa hết đường. Tôi chưa vào đánh boss sớm vậy đâu. Ở đấy, ok, shortcut này về. À, tôi sẽ ngồi cái bonfire này, tôi lấy thêm tôi về phát. Về bonfire trước, bây giờ đây có quá nhiều xô. Cái xích cách thôi. Xong rồi tôi còn phải quay lại nữa mà. Tại vì nó còn nhiều đường. Farewell, Ashen One. Farewell, Ashen One. Má cày cái viên Titanite Slab hồi nãy vãi. Sao đi tăng một khiên à? Cây cũng sợ. Bây giờ là không có Titanite Slab để tăng lỗi kia mới chết tôi chứ. Hu hu. Nói tôi thật là đần độn mà. Pretty, be careful. Xuất cách về, nó thiết kế đường xuất cách về đã vãi, địch đúng đỉnh luôn ấy. À, ngay cái thư viện kia là nó thiết kế. À đúng rồi, bây giờ muốn chạy lại thì chạy lên trên đây. Xong rồi quẹo phải là leo lên cái đường đó, có cái đường này nè, là tới lên trên kia luôn. Đúng cái đường mà tôi muốn đi. Không rõ nữa. Để tí nữa là về tôi tăng là biết liền cái gì. Ừ, và một còn một cái đường của Rerat nữa. Còn một cái đường mà nhảy xuống để lấy được xác của Rerat, nhưng mà ở đó hình như cũng không có xác của Rerat, hình như không còn món gì nữa. Đây nè, tôi đang muốn đi cái đường này. Yeah. Cái điệp điệp, cái đường này chả có cái gì anh em ạ. Vãi nồi, tôi tưởng một có một cái gì đó xong có thiết kế cái đường này à. Xong rồi cuối cùng chợt nhận ra rằng mày đã bị lừa rồi, có cái đéo gì ở đây.
Có vẻ như là tôi đã quá kỳ vọng vào cái thiết kế cái map của Dark Souls nên ra đôi khi tôi bị lừa vãi nồi. Chen nói chuyện với Obed đi để cho nó đi. À, kệ đi. À đây, cái chỗ này, hồi nãy mình phi thẳng vào này, hình như ở đây cũng hết đồ rồi. Tôi quên mất, tôi về tôi nói chuyện với Obed phát. Giờ về đưa sách cho Logan Obed chứ nhầm. Biết hết Logan. Xong là back again, này brother. Sẽ đi đến cái thư viện đấy. I will. Rồi mình mua hết mấy cái phép này cho nó. Vãi liền mắc thế. Hết mẹ tiền rồi anh ơi. Khổ vãi chưởng. Chắc là promise to stay safe. Để dồi thất vọng. Đúng em. Oh. Ừ, thiếu 10 ca xô bóp. Promise to stay. Cơ mà cái nhưng mà cái đầu này nhúng vào sáp ấy. Mình sẽ không thấy mình chết nhiều ấy. Oh. Mình không thấy được cái vẻ mặt của mình thì cũng tạm ổn, đỡ tốn tiền mua cái đá đẹp trai. Rồi đó đủ hết rồi. In Vinheim. Ở Vinheim ta từng sát thủ. A sorcerer only in name. Pháp sư cũng chỉ là hư danh mà thôi. What a fool I was, thinking one day I would learn real sorceries. When I became undead, I was exiled from the school. Phải liên tâm sự chuyện đời xưa. But here I am, now. Thời xưa anh này từng là một sát thủ, xong rồi đi giết thuê một sorcery. All thanks to you, I might add. You are no ordinary man. All these sorceries and you've mastered everyone. If this were the dragon school, you'd be. Well, overtly despised and banished from the place. Nếu mà mình ở cái trường mà hồi xưa mà thằng này học thì chắc well, chắn mình sẽ bị một là bị giết, hai là bị lưu đày ấy. Những người quá thông minh như thế thì không phù hợp. Better left tucked away. It's a pleasant memory. Rồi đấy, Obed bây giờ đang chia tay mình nè. Obed sẽ nói là thanh niên này sẽ đi đến cái thư viện, xong rồi học cái tri thức của Bighead Logan và Scarlet, xong rồi nằm chết ở trong đấy luôn. Xong rồi. Buồn. Khổ thân thanh niên. Ở trong Dark Souls này ai trả tội không? Đến cả bắt chết tôi còn thấy tội nữa mà. Ở trong Dark Souls này không có một người nào quá xấu mà cũng không có một người nào tốt cả. Kiểu họ cũng không quá tốt mà họ cũng không quá xấu ấy. Ở chỗ này đến tận là ba người chơi mà chả có ai vay vậy. Nhưng mà nếu mà nói về cái chuyện đáng thương nhất thì chắc là mình là một cái thằng mà không có mục đích cái mục đích sống của mình chỉ được triệu hồi lên để đi liên lửa ấy. Đúng kiểu mẹ mình là cái thằng đáng thương nhất ấy. Vừa đi làm cu ly còn phải vừa đi làm vật hiến tế nữa. Ủa đéo chịu được. Rồi vào nhìn mặt hoàng tử Loric phát. Nếu mà đánh qua được lần qua luôn thì ngon, không thì thôi. Để tầm sau mình đánh. Vào giờ mặt hai anh em gầy phát đã. Đây là một trận đánh cực kỳ đã đó mọi người. Một trong những trận boss fight mà tôi phải nói là cực kỳ enjoy khi mà mình solo với hoàng tử Loric. Hoàng tử sinh đôi. Boss room hình như lên phía trước rồi đấy. À, nhưng mà hình như phía sau vẫn còn đồ đấy, tôi quên. Ôi giời ơi, chắc là tầm này chưa vào được đâu. Tại vì bây giờ chạy thẳng lên thì cũng được luôn ấy. Đó, chạy thẳng lên trên là boss room rồi. Ở đây sẽ có cực kỳ nhiều lính anh em ạ, nó đứng ở đây để bảo vệ hoàng tử Loric đấy. Mình chạy thẳng lên luôn.
kinh hoàng. Bảo vệ hoàng tử Loric mà. Còn dân thiệt chí của em. Ơi! No! Chết mày anh ơi! Đừng vào, em xin các anh đấy. Em cũng chạy toàn toàn rồi. Mẹ vào đánh hoàng tử của bọn nó, bọn nó lại trả đánh cho. Chuẩn bị một... Các bạn sẽ thấy một cái cảnh cực kỳ gầy. Oh dear. Trời ạ, lại thêm một con chó săn nữa tìm đến đây. Welcome, unkindled one. Chào mừng ngươi, unkindled one. Nô lệ của ngọn lửa. Mind you, ta đã không còn quan tâm gì đến ngọn lửa nữa rồi. The fire linking lời nguyền liên kết với ngọn lửa. Hãy để tất cả tan biến vào hư vô đi. Đâu cái đấy thằng em? Đây là thằng anh này. Người đã vất vả rồi. Bây giờ thì hãy yên nghỉ tại đây đi. Đây nè, thằng anh trai đây nè, bị liệt chân nè. Dồn người tao to lực lưỡng mà, trong khi thằng em thì nó nhỏ xíu. Đúng rồi. Không chém được chỗ khác nào. Hexy shit. Thể camera. Được kìa, anh này không phải bị lượt liệt nửa người dưới anh em ạ, mà liệt cái chân người dưới thôi. Vẫn có những khoảnh khắc mà anh cố gắng anh đứng được đấy. Sức mạnh mẹ, sâu gầy. Phải hai thằng em xuống. Anh này mạnh ngang nửa anh em lấy skin mà. Gây nữa nè, quá gây. Quá cảnh hình hồi nãy chưa gây đâu. Từ từ thằng em xuống. Oh, anh trai yêu quý của em. I'm on my way. Em đến với anh đây. Có mẹ gây quá. My brother. Anh ơi, unyielding. Xin đừng từ bỏ thanh kiếm của hoàng tử xứ Loric. Tính ra là kiếm của thằng Loric này, thằng Lorien nó lại cầm. Rise if you would. Trỗi dậy đi nào. For that is our đó là lời nguyền của chúng ta. Thằng em hồi sinh thằng anh dậy. Xong rồi thằng anh mẹ mới thật sự mạnh lên đấy. Và cái phay này là mình không những đánh với Lorien mà mình còn đánh với cả Loric nữa. Mắc cái lo thì chắc là tôi thích nhất cái lo của cặp anh em này. Tôi thích độc đam mỹ và tôi là hữu nữ. Mẹ lần ra tôi thích nhất cái cặp lo của cặp này rồi. Đỉnh vãi. Vì hai mà một. Ai rồi. Mẹ cái thanh kiếm mạnh ấy đã mẹ. Sức mạnh mạnh đến nỗi. Từ đã. Mẹ em nhớ lại giờ cũng phép chạy lắm. Rồi. Cái gì.
đừng đéo gì mở shortcut. Cái này tôi là cố ý mà, tôi không mở shortcut mà. Tại vì tôi là cố, tại vì sắp hết giờ livestream rồi, tôi chạy thẳng vào tôi xem mặt cái này rồi, tập sau mình đi mở shortcut thì mình đánh đèn hoàng. Ông cứ phải vội vậy. Vào giờ mặt cặp hai anh em này thôi mà mình đi ngủ. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi rất là nhiều nha. Tập sau thì mình sẽ đánh hai anh em gầy này tiếp. Còn bây giờ thì chúc mọi người buổi tối vui vẻ, ngủ ngon. Tôi cố ý cả, tôi còn cái đống đồ tôi không nhặt mà. Tôi cố ý là tôi chạy nhanh lên để xem cặp anh em này như thế nào. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Hẹn gặp mọi người vào ngày mai. Ngày mai thì mình vẫn sẽ livestream vào buổi trưa trên Nemo TV. Và tối thì chắc là chạy chỉ tiêu thì chắc là tối là mình cũng live bên Nemo luôn đấy. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Rất mong mọi người sẽ ủng hộ nha. Đang chạy chỉ tiêu anh em, đang chạy deadline. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye, bye bye. Hẹn gặp mọi người vào ngày mai. See ya, see ya.